Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Chắc này mà đã buồn ngủ rồi, quá mệt, quá quẩy mấy anh ơi. Đi máy tốc độ quá quẩy. Rồi hôm nay em lên lô chữ R và 14 cây nha. Giá từ 1,2 triệu là mình sở hữu được cây máy nha mấy anh. 1,2 triệu, 1,3 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu, 1,9 triệu cho đến con cây Honda 4 thì 2,8 triệu. Kia Ghiết 240, Honda 4 thì Maru 2630, Kawasaki TD33, Kia Ghiết 265, cơm 26 trong gợi. Cái này Maru 24 ha, ga bóp luôn, rất đẹp, màu xanh này độc lạ nữa nè. Maru 23, Maru 23, Tanaka 2 chống, Komitsu, Rubin, G2KC và một cái Shinewa nha. Máy em báo giá ở đây em sẽ bao ship tới nhà cho mình, phụ tùng 6 món, đầy đủ ha. Là có 6 món là có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở bugi đầu dao, lục giác 4, lưỡi dài và ổ vắt cước nha. Ha, rồi bao ship tới nhà được kiểm tra xem hàng trước khi nhận nha mấy anh. Ha, cho nên mình cứ an tâm về vấn đề máy mỏ, máy cắt cỏ nha. Đó, đây tôm gà tôm liền đầy đủ hết. Ngoài cắt cỏ mình có thể là xịt thuốc nè, đấu vô máy xịt thuốc rồi có thể là bơm nước được luôn. Máy này là em bao chạy cho mình ha. Rồi mấy anh mua hàng vui lòng liên hệ giùm em số điện thoại 0913136620. Zalo là Nhanh Mai ha, tư vấn máy cho mình 24/24 nha. Nick Facebook là máy cắt cỏ. Và hàng của em đi là trong vòng 7 ngày mình sẽ nhận được hàng ha. Nếu hút thời gian đó thì mấy anh điện cho em xem hàng của nó tới đâu rồi, có bị trục trặc gì hay vấn đề gì không, mà tới chỗ shipper không cho xem hàng cũng điện cho em nha, chứ đừng có đơn phương không nhận hàng nha mấy anh. Đó. Rồi em bán thêm nhớt, nhớt 2 thì và nhớt 4 thì. Nhớt 2 thì là 100 ngàn một chai ha. Em đi theo máy em bao ship cho mình. Một chai này 1 lít. Và tỷ lệ xăng với nhớt là 1 lít xăng pha giùm em 40cc nhớt 2 thì nha. Nó có cái bình để mình đo luôn. Nhớt này cũng 1 lít 100 ngàn 4 thì. Đó, mấy anh mua máy thì nên mua nhớt đi, theo cái mình thử luôn ha. Ha. Rồi tới chỗ thử cái pha vô thử cây rồi ngon lành cành đào. Rồi mua nhớt tiếp em thì em cũng cảm ơn mấy anh nhiều luôn ha. Bây giờ em sẽ test máy trên YouTube gì cho mình xem nha. Mấy anh xem kênh thì nhớ nhấn kèm nút đăng ký kênh, kèm nút like. Cảm ơn mấy anh trước nha. Rồi em vô cây Shinewa S35 nha mấy anh. Máy nhảy nổ hết sức ha. Bình xăng lớn zin. Bình xăng con thì chế 2 kim, chế mới nha. Rồi bugi đứng. Trong gời trong nhôm, công tắc nè. Hai tay cầm. Đầu bò ghim theo máy nha. Đây Shinewa S25 chạy cực khỏe ha. Cây này á, giá triệu hai là nó rẻ bèo nha mấy anh. Rồi lý do là tại áo của nó nè. Áo của nó không có sáng thôi ha. Nhưng mà máy này thì nó zin. Cái nồng nó zin 100% cho mình ha. Chạy rất khỏe nha. Mấy anh nào mà xài gia đình hay lần đầu tiên mua hàng trên mạng ha, mà không biết giá cả như thế nào mà sợ bị lừa đó ha, thì anh mua cây này đi, giá rẻ nè. Mà ai lừa cho em, không có lừa mình đâu. Mấy anh an tâm đi, nông dân họ chắc phát lắm. Lâu lâu có người hơi hơi thì lên bị nói này nói kia thôi, chứ nông dân mình chắc phát thật thà lắm ha. Mua hàng thì đương nhiên cái lý do đầu tiên không nói cọc là như vậy. G2KC. Gồ le đỏ tự động lên gà ha, nó sẽ nhảy mở le cho mình. Tum gợi tum nhôm luôn, công tắc nè. EG2 32 ly 1,3 triệu nha, hai tay cầm ga giữ. Rồi đầu bò zin theo máy ha. À, sẵn em quên nói hồi nãy là bao ship tới nhà mà thêm 6 món phụ tùng đi kèm luôn đó nha mấy anh. Đó. Bình xăng lớn là bình xăng mới ha, nhưng mà nó rất là dày dặn nha. Made in Japan. Máy này chạy khỏe lắm nha mấy anh. Mấy anh nghe tiếng máy nổ là biết rồi đó, chạy rất là giãn ha. Em thêm cái R3. R3 là Rubin NB2200 Made in Japan ha. Máy nhỏ mà nó chát ha. Đó, máy này thì nó zin hết nha. Cái bình xăng lớn thì bình xăng zin của nó nha mấy anh. Ở bển người ta sử dụng do đổ xài rồi không có đổ xăng ra lâu ngày nó bị cũ, cái bình xăng lớn ha. Ngang ngang
lớn nè, tôm liền tôm nhựa nha, Rubin công tắc nè, EG3 30 ly triệu 3 ha. Nè, ga giữ ha, một tay cầm. Rồi đầu bò ghim theo máy nha mấy anh. Xịn sò luôn ha, khô khó trắng tư luôn. Máy này á, là mình xài cho gia đình ha, cắt cỏ những loại cỏ nhỏ nè, các loại cỏ mà cỏ tây đồ, cỏ mà cỏ giống như là cỏ kiển đồ đó. Rồi cho mấy chị em phụ nữ đồ đi, người già lớn tuổi xài hệ này rất là ok, nó gọn nhẹ nữa, tiết kiệm xăng. Rồi em sang EG4 Kubota 2,5 ha. Kubota 2510 nha. Đó, máy này thì thôi rin hết trơn luôn nha mấy anh. Ha, bình xăng lớn gin, bình xăng con One Pro gin ha. 251cc nha. Tum liền tum nhựa trắng tư cực kỳ đẹp, nổ cực kỳ bốc, giá mềm xèo 1,450. EG4 33 ly ha, có ốp lưng luôn ha. 1,450, ga với công tắc trên ghi đông, trắng cỡ gin đầu và gin theo máy nha. Cái này nha, cái lốc nó dập cái gì ta? Cái lốc nó chữ dập chữ Zenon Komatsu nha mấy anh. Đó. Hai cũng hung, mình xăng lớn cũng còn không nha. Zenon Komatsu chạy rất khỏe, rất bốc nha. Quá trời luôn, máy này chắc chất chất nhanh chất lẹ. Rồi R5. Tanaka hai chống, máy đẹp quá đẹp. Trời ơi, máy nổ nghe giảng hả mấy anh, nổ chát chát ha. Máy nhỏ mà nó khỏe. 21cc nồng thì 31 ly. Tanaka này gọi là Tanaka 2 chống nha. Nó hai cái chân nó chống ở dưới nè. Đó, gọi là Tanaka 2 chống. Bình xăng con thì One Pro, hai chữ One Pro. Một kim đây đổi tự động nha. Cái kim này chưa chỉnh vô luôn nè, ngon lành luôn ha. Đó, lên ga nó sẽ nhảy cho mình luôn. Rồi. Tum liền, tum nhựa rất đẹp, công tắc nè. EG5 30 ly 1,450, hai tay cầm ra giữ ha. Đầu bờ ghim theo máy nha. 1,450 sở hữu được một cây Tanaka 2 chống, chạy cực bốc, cực khỏe ha, siêu tiết kiệm xăng luôn. EG6 Maruyama 2003. Maruyama nha mấy anh, cái hệ này là siêu tiết kiệm xăng luôn á, không hư dập mà xài cực kỳ là đỉnh luôn ha. Chế hai kim One Pro, chế zin luôn, tum gời tum nhôm ha. Ngoài các cỏ có thể đốt xịt thuốc nha, mà cái máy nó gọn lắm nha, này 1,5 triệu nha, 32 ly. Cái máy Maru này thường thường á là mấy anh rất là chuộng, tại vì nó không hư dập mà phụ tùng nó đa dạng dễ thay thế đó. Cái này thì cái lốc nó sẽ dập chữ Made in Japan cho mình luôn ha, an tâm ha. Đầu bồi ghim theo máy nha men. EG6 32 ly 1,5 triệu ha. Rồi con Maru nữa, này nó sáng hơn. Xanh lá ha, 23cc nồng 32 ly, bình xăng lớn trắng tư luôn nha mấy anh. Chế zin One Pro một kim chỉnh, tum gợi tum nhôm ha, công tắc zin luôn. Rồi ga gạt lên gạt xuống, một tay cầm và bò zin theo máy ha. Đây, cái này thì lốc nó sẽ dập chữ Made in Japan cho mình nha ha. Hai thùng máy còn luôn, ốc tum trắng tư luôn nha mấy anh, vàng tư luôn chắc đó. Tình xăng lớn thì zin trắng tư luôn. Thì cái máy này ngoài cỏ mình có thể đốt xịt thuốc nha, do tum gời tum 260 á, thì những cái máy nào mà như Mitsu, Komitsu vậy đó mà tum nó tum gời mà 260 là mình đấu qua đấu lại là vừa hết nha mấy anh. Đó, EG7 1,6 triệu. Rồi thêm một cây hệ cũng Maru là R8. Này nó đẹp mà nó lạ ha. Mấy anh nào mà muốn mua máy về mà dạng như mình sưu tầm á thì mấy anh có thể mua cây này về
ha. Bình xăng lớn nè, zin trắng tư luôn, rất đẹp, cực kỳ đẹp, áo cũng đẹp ha, màu xanh mít màu đen ha, bộ khói nè, trắng ha, chế quanh bà gồ ha, một kim, hai kim chứ, chế quanh bà gồ hai kim zin nha, tôm liền, tôm nhựa, trời ơi, ốc nó sáng hới, chịu 650.000 ha, cốp lưng, ga bóp, công tắc trên ghi đông ha, nè, ốc nè. Rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin theo máy ha, lát zin luôn, tay cầm zin, đẹp quá trời đẹp nha anh ơi. Rồi dưới đây nó sẽ dập thông số, cái lóc trên đây nó sẽ dập chữ Made in Japan trên đây nha. Mấy anh tháo của mình sang con ra mình mới gặp được ha. Hấp nè. Hai cũng hung với mình sang lớn còn dày lắm nha ha. Hệ với xô này, cái hệ Maru này xài tiết kiệm xăng lắm nha mấy anh. Đó, cái này là Maru Yanma nha. Rồi mới sản xuất đây. Rồi EG9 Xenon 2016. Sức ha. Máy này thì nó zin từ trên xuống dưới nha mấy anh. Bình xăng lớn zin nè. Bình xăng con One Pro 2 kim zin nè. Tum gợi tum 260 nhôm nè. Hai tay cầm ga giữ. Rồi đầu bò zin theo máy nha. EG9 34 ly 1.9 nha mấy anh. Cái hệ Komatsu này nè mấy anh. Xenon Komatsu này nè. Thứ nhất là nó chạy khỏe. Cái thứ hai là nó tiết kiệm xăng ha. Cho nên mấy anh thị trường mà dạng như mua bán lại á mà bán ở tiệm á thì rất là chuộng những loại này. Đó. Nha, em quay sơ tổng thể cho mình coi. Rồi, EG9 này tâm gợi tâm nhôm nha, 1.9. Và nó sang ARM, để cho 265 ha. Hai đỉnh quá. Mà nó đẹp mà nó có trợ lực cho nó xuất sắc, kêu gít có trợ lực ha. Xăng lớn chứng tư rất đẹp, máy đẹp quá mấy anh ơi. Mình xăng con là bít tông ga 265 nè, tung liền tung nhôm nha mấy anh. Hai tay cầm ga giữ, công tắc trên ghi đông ha, chắn cỏ zin đầu bò zin theo máy nha. Rồi cây này 2.000.000 nha mấy anh, chạy rất khỏe ha, siêu khỏe luôn nè. Bình cái bình khối của mình bố khối đó nè, chứng tư luôn nha ha. Vừa 260 mà vừa trợ lực mà bình xăng nó biết tông ga nữa đó ha, chạy khỏe luôn, không bỏ ga không thằng nào đua lại nó ha. Sang EG11 Kawasaki TD33 nha. Bình xăng con là bình xăng cháy nổi ha. Bình xăng lớn zin nha mấy anh. Này thợ chế. Cái này 2.000.000 ha, 37 ly nè. Đó, thì những anh nào mà phát cỏ số lượng nhiều, phát cỏ nông trại gì đó ha. Hay là mình đang kiếm cây má nào để mình phát phát cây cứng rồi đó, phát cúc gạ rồi ha, thì tranh thủ lấy cái này giùm em. Đó, đầu vòi zin, chân cỏ zin, hai tay cầm, ga bóp zin luôn ha. Cái này máng dây đeo cũng được, cầm cũng được ha. Tum thì tum nhôm, tum lớn bố lớn luôn. Bình xăng trên chạy rất khỏe nha mấy anh. Ê, thông số nó còn luôn. Rồi 2.000.000 cho R11 ha. Máy này thì nó zin hết trơn. Đó, cái độ zin của nó thì chất lượng luôn. R12 là Maru Yanma 2630. Là 26 là 34 ly nha mấy anh ha. Cái mẫu nó đẹp quá đẹp mấy anh ơi. Máy này thì nó zin cũng hết trơn từ trên xuống dưới nha mấy anh, đi mấy em có trắng cỏ nó hợp tông với mã à. Quá đẹp. Chế hai kim chế zin luôn ha, tiết kiệm xăng lắm nha. Tum nhôm tum gợi luôn, tum 260 ha. Hai tay cầm, ga bóp, công tắc trên tay cầm luôn. Rồi trắng cỏ zin là bộ zin theo máy ha. Thì cái hãng Maru này thì lúc nào lóc nó cũng có dập chữ Made in Japan, là sản xuất tại Nhật Bản nha.
hai cộng thun với máy còn ngon lành cạnh đầu không nha mà. Đó. R12 2,3 triệu ha. 2,3 triệu bao ship tới nhà phụ tùng đầy đủ nha. R13 là Honda GX25 nha. Cái đó có đổ xăng riêng không ạ? Ủa mày ghi sở chưa? Giật cái nữa rồi, để ra anti nổ một chút rồi. Honda này là 4 thì xăng riêng nhất riêng nha mấy anh. Do lý do nãy em thợ em chỉnh ganti hơi nhỏ á. Giật nó không có nhảy nổ, chắc là nhảy nổ rồi. Xăng nè, nhớt nè. Chế nó nè, chế zin nè. Tung gời, tung nhôm nha. Máy đẹp quá đẹp mấy anh ơi. R13 34 ly 2,8 triệu nha. Rồi, một tay cầm, double gin. Thì cái hệ này nó phiên bản gin của nó là gì? Ga bóp của nó nè mấy anh. Đó, anh nào thích thì mình có thể như vậy, còn không thích thì nói em lên hai tay cầm cho mình ha. Máy đẹp quá trời luôn, sơi từng con ốc cho mấy anh coi ha. Máy zin hết luôn ha. Rồi R13 2,8 triệu nha. Máy 4 thì xăng riêng nhất riêng. Rồi R14 là kêu gít. Kyrgyz 2,200 ha. Mà chạy rất khỏe nha. Máy này hình thức còn rất là đẹp nha mấy anh. À, áo sống còn rất đẹp, không bị cháy nha. Lóc máy trắng tư luôn. Chế zin này mà nó trắng này, chế hai kim ha. Mình xăng lớn nè. Tung liền tung nhựa nha. R14 30 ly 1,6 triệu nha. Hai tay cầm. Rồi đầu bò zin. Thì cái hệ máy này thì chị em phụ nữ xài là xuất sắc nha mấy anh. Tại vì nó gọn, nó nhẹ. Mua về xài mấy chị khen mấy anh lắm đó. Rồi em xong quá trình live 14 cây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mấy anh vào ngày mai. Tạm biệt.